Một cái loại nó đặt ở đây này, một cái mắt nó nhìn thấy mình buồn ngủ là nó kêu. Cho mình chạy tiếp với con. Nó kêu, nó báo là mình biết. Nó rất an toàn cho mình. Nó phải đo, nó phải tính được cái sóng phát này.